Ngày 6 tháng 9, Công an huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý nhóm đối tượng tụ tập đánh bạc ăn tiền trong thời điểm địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội. Trước đó, vào khoảng 12 giờ 45 phút ngày 5 tháng 9, Công an huyện Vị Thủy đã bắt quả tang 6 đối tượng đang đánh bạc ăn thua bằng tiền tại ấp Bình Phong, xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy. Để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, các đối tượng tổ chức đánh bạc phía trong một nhà mộ. Tang vật tạm giữ tại chiếu bạc gồm 320.000 đồng, hai bộ bài tây, trong đó có một bộ đã qua sử dụng, 4 điện thoại di động. Ngoài ra, kiểm tra trên người các đối tượng, lực lượng làm nhiệm vụ còn phát hiện tạm giữ hơn 24 triệu đồng. Ngoài củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng vì hành vi đánh bạc, cơ quan công an còn lập biên bản xử phạt những người này vì hành vi tụ tập đông người, không chấp hành giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định.